lâu quá không có xuống bếp nấu nướng. Bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ mình dọn, mình lao sơ sơ vậy thôi. Giờ có con, có cháu nó lo rồi. Mới lo. Má làm xong hết rồi hả má? Ừ. Trời ơi, má ở không má cũng không làm gì, cho nên má dọn dẹp sơ sơ. Từ hồi có tụi con về có giờ má như là phế liệu vậy, dục mên vậy đó. Rồi con cảm ơn má nhiều lắm luôn á. Tại bữa nay con bận quá, con không có làm cơm cho cả nhà được. May là có má, chứ không có má con không biết phải làm sao hết. Trời ơi, yên tâm đi. Tại vì má ở không mà, má đâu có làm gì, má đi tới đi lui vậy. Với lại hồi nào giờ mấy chục năm nay má nấu ăn rồi. Bây giờ là lâu quá không có nấu là coi như tôi không biết cái tay nghề tôi sao nữa à. Nhưng mà tụi nó chắc cũng mừng lắm. Là tại vì hồi nào thì nó quen cái đồ ăn má nấu rồi. Rồi má nghĩ thời gian bây giờ trở lại sẽ coi tôi trổ tài nè. Yên tâm đi làm đi. Nhưng mà có cái là má buồn. Má buồn là con bé. Sao vậy con má? Con bé thì nó giận nó bỏ về quê đó. Rồi mỗi lần có tiếng chi che của nó thì cũng vui tai, cũng nhiều khi cũng bực bội. Nhưng mà con ơi, quen rồi bây giờ không có nó ở nhà thấy nhà trống trải thiếu thiếu gì á con. Chắc nó đi vài bữa rồi nó về hả? Má đừng lo. Được rồi. Nha. Thôi đi làm đi, để đó má. Dạ. Cái này là miếng thịt hả? Thịt ba rọi. Cái này là mỡ chứ ba rọi gì? Trời ơi, em nè, tiết tiền chứ vậy. Mắc thêm chút xíu mà mua thịt về mà ăn. Ăn thịt mỡ như vậy là không có tốt cho má đâu. Người lớn mà ăn mỡ nhiều là nguy hiểm, có mỡ trong máu, hiểu không? Rồi con cá kìa, nhìn đi. Cá này á là bảo đảm là cá đông lạnh nè. Chứ cá mà tươi nó đâu có khô quéo như vậy. Nhìn đồ ăn hết muốn ăn. Chan miếng canh húp cho nó đỡ bực bội. Này mà gọi là canh hả? Cái này giống như nước lã vậy chứ canh cái gì? Trời ơi thiệt, ngồi vô bàn cơm không muốn ăn luôn. Em này nấu ăn kiểu gì? Thôi. Nhớ đồ vợ nấu mà. Ai nấu? Vợ con. Nó nhớ vợ nó nấu. Bữa giờ dì Hà nấu chả ăn được bữa nào hết. Bữa thì thịt mặn, bữa thì cá này dễ cứng ngắc luôn. Ồ vậy. Canh thì lạt nữa. Mà nói nghe nè, cái mọi cái thứ đồ ăn này là cái này là em nấu. Em xin lỗi. Thôi má ăn đi. Bữa sau con ráng con làm một bữa chỉnh chu hơn cho má. Hy vọng ăn mấy cái này nó không có bỏ thuốc mua đồ mắc tiền. Thôi má ăn đi má. Má ơi, con mời má ăn trái cây nè. Nè Hà. Dạ. Má xin lỗi con nè. Ta nói lẩm cẩm rồi. Lâu quá không có xuống bếp, cho nên nấu vậy mà con chịu hoàn ức. Đâu có sao đâu má. Má đừng có nói vậy. Má giúp con hoàn thành được bữa ăn rồi, con cảm ơn má nhiều lắm rồi. Nói chung là bây giờ tay nghề con càng ngày càng lên đó nghe. Má ăn mới thấy ngon lắm đó. Vậy hả má? Ừ. Trời ơi con mừng quá à. Chắc chắn con phải lên tay nghề chứ. Trời ơi biết đâu cái mai mốt con trở thành siêu sao đầu bếp. Trời kim ơi. Nhà thiết kế thời trang thì sao? Cái gì cũng giỏi hết á. Dạ. Con dâu của má mà. Ừ. Ủa bé. Dạ. Con chào nội. Ừ. Con chào chị mẹ, con mới lên. Ừ, bỏ đồ xuống đi. Vô con đây. Bỏ đồ xuống. Vô đây ngồi. Vô đây ngồi. Dạ. Sao mà thấy mặt mày bơ phờ dữ vậy nè? Đi đường xa mệt không con? Hả? Dạ, con cũng mệt nội. Ừ. Tại đi cái xe nó không hiểu sao cái xe nó hôi quá trời hôi luôn, hôi rình luôn á nội. Ừ. Mệt mỏi vậy rồi ăn uống gì chưa? Dạ thôi, con mệt quá con ăn không nổi. Ừ. Chắc con lên phòng con nghỉ trước nha nội. Ừ. Bây giờ tôi có cái ý như vậy nè. Mai mốt mà bé có cái gì buồn á thì bé cứ tâm sự với tôi. Không được thì bé tâm sự với bà nội. Đúng rồi. Rồi để cho cả nhà nói chuyện được với nhau. Chứ bé cứ vậy rồi cái giận rồi đùng đùng bỏ đi như vậy là không đúng đâu. Đúng rồi, chuyện gì trong gia đình mình là người một nhà rồi con. Có chuyện gì mình góp ý với nhau cho nói ra hết đi, chứ đừng để trong lòng. Rồi ấm ức vậy không có tốt nghe không? Dạ. Thì con cũng biết lỗi của con rồi nội. Bữa về quê hả, ba má con cũng rầy quá trời rầy luôn, la quá trời luôn á. Nên con biết rồi, lần sau con không có tái phạm nữa đâu. Vậy hả? Dạ. Mà nội. Sao? Ba má con có gửi ít trái cây cho nhà mình. Rồi. Chị mẹ
chị mẹ giúp em lấy trái cây ra được không? Cây nhà lá vườn mà nói nghe nè, bây giờ lên phòng nghỉ ngơi phải không? Không ăn uống vô. Bây giờ để nội đưa con lên. Với lại nội cũng xin lỗi con tiếng. Có nói chung là bà nội cũng muốn cả nhà mình quay quần bên nhau, muốn cái tốt cho con, cho nên nội mới la con, hiểu không? Dạ. Bây giờ thôi, nói ra hết thì thôi cả nhà mình vui nha. Đi, nội dắt con lên, rồi dẹp dọn gì đó dạ, làm đi. Đi, đi đây. Ừ, tội nghiệp nhỏ không? Đi cái xe hô rình á. Anh hết hồn theo luôn. Cái gì vậy? Nghe nè, xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì? Chuyện nãy chê món ăn em nấu á. Mà nói đúng ra hình như món nó má nấu thì phải. Anh khùng quá à. Anh biết hết rồi hả? Trời ơi, sao không biết? Biết rồi thôi còn nói vậy chi nữa. Cảm ơn em, bởi vì em đã làm tròn bổn phận của một người dâu trưởng của gia đình. Chẳng những em làm tròn bổn phận của một người dâu trưởng mà em còn phải làm tròn bổn phận của một người mẹ chồng của một đứa con dâu bé xíu trong cái nhà này nữa. Ghê không? Thấy thương quá ha. Thương lắm. Mà sao bé nó về sớm quá em? Anh nhớ ngày hôm qua anh gọi nói chuyện với anh dì xui á, rồi có xin anh cho nó ở lại tới cuối tuần mà. Con bé nó lên đây là vì một bí mật. Bí mật gì? Anh không biết đâu. Bé tính chừng nào bé mới về? Dạ, con có nhờ ba con xin phép á là tuần sau con về đó. Tuần sau hả? Vậy thôi ở dưới đó luôn đi. Hả? Sao vậy? Khổ ghê luôn á, làm ơn làm phước đi lên trên Sài Gòn gấp. Có biết vài bữa nữa là ngày gì không? Dạ ngày gì? Là đám giỗ của mẹ chồng bé đó. Trời trời ơi, con quên mất. Để con lên liền. Con cảm ơn chị mẹ chồng nha. Con bé này tâm hơ tâm hớt, không nhớ được cái gì hết. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao không nói anh nghe? Đàn ông mà nhiều chuyện quá. Ngồi đây đi, em xuống làm cái chuyện. Sao hôm nay ai cũng mờ ám hết ta? Dạ, con xin cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho gia đình con lúc nào cũng tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, gia đình con lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cắm giùm cho má coi. Cắm vô bàn Phật. Làng ơi, hôm nay là ngày đám giỗ của con. Thì trong gia đình nè, con dâu mới nè, con cháu dâu mới luôn nè, nó làm một mâm cơm để cúng con. Con hãy về ăn cơm với gia đình nghe không? Rồi phò hộ gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận nghe con. Đó, bây giờ Hoàng với Thượng là nói gì với vợ con với má con nói đi. Bà nói trước đi. Ờ, bà cũng định nói trước mà. Lan, hôm nay anh nghĩ chắc em vui lắm. Bởi vì nhà mình có thêm hai thành viên mới. Một người là vợ mới của anh. Thì anh nghĩ là người này có thể thay em chăm sóc nhà cửa, chăm sóc má và nuôi dạy thằng Thượng. Hy vọng là em đồng ý. Má à, dì Hà rất là thương ba ấy, thương con. Còn vợ con á thì rất là giỏi giang, quán xuyến hết việc trong nhà. Bây giờ má có thể yên tâm để chín suối được rồi. Mà hôm nay hai mẹ con nấu món gì cho Lan ăn vậy? Lagu. Lagu. Dạ. Hèn gì nãy giờ con nghe cái mùi quen quen. Ê mẹ bà, cái món này là món con Lan rồi còn sống thích lắm nè. Mà cái giờ trời nói cái tự nhiên mẹ nội nghe cái mùi nha. Cái mùi quen thuộc ghê luôn á. Nãy giờ không để ý, giờ nói tự nhiên cái mùi giống như cái hồi con Lan nó còn sống. Cái món này nó làm là không ai làm bằng nó. Ngon dữ lắm con ơi.
Bây giờ mình xuống mình thử coi tay nghề. Thử coi tay nghề có giống không? Đúng rồi chứ chắc mấy đứa này không nấu ngon bằng con Lan đâu. Chưa ăn sao mà biết được. Đúng rồi nghe má nô quá, đi đi lẹ lên đi. Rồi con ở đây con hưởng nghe. Rồi đi đi. Đi 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 đi, đi em. Anh xuống dưới với mọi người nghe. Còn được cái tô tô la cua bò qua đây.